thứ tư tuần 24 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than. Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến không ăn bánh, không uống rượu thì các ông bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai thì các ông lại bảo đây là tay ăn nhậu bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. Suy niệm. Trong nhiều đoạn tin mừng, Chúa Giêsu thường rất trân trọng đối với các em nhỏ. Người thường đưa hình ảnh của trẻ em ra làm gương mẫu cho người lớn. Ai không nên như trẻ nhỏ thì không được vào nước trời. Dịp lễ các thiên thần bản mạnh, lễ Thánh Teresa hài đồng Giêsu và đặc biệt vào dịp Tết Trung Thu hay Tết Nhi Đồng, ông bà anh chị em sẽ nghe nói nhiều rằng trẻ em là hình ảnh của nước trời, bé thơ chính là nước trời ở giữa trần gian. Thế nhưng sống trong gia đình, sống chung với con trẻ, anh chị em chắc hẳn rất nhiều lần đã chẳng hài lòng với trẻ em vì cá tính thất thường hay đòi hỏi của chúng. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói tới trẻ nhỏ, người đưa ra hình ảnh cả một lũ trẻ. Chúa Giêsu không chê mà cũng chẳng khen lũ trẻ ấy. Người chỉ đưa lũ trẻ này ra làm hình ảnh để nói về một số người thuộc thế hệ bấy giờ. Cũng như tại nhiều giáo xứ, đám trẻ đến nhà thờ thích bày ra những trò chơi. Từng nhóm chơi với nhau, gọi nhau ơi ơi. Một nhóm bày ra trò đám cưới, thổi sáo, thổi kèn để mong nhóm kia nhảy múa, nhưng nhóm kia lại không tham gia. Sau đó nhóm này bèn bày ra trò chơi đám ma, hát những bài ca não buồn. Thế nhưng nhóm kia vẫn chẳng khóc than thương tiếc. Dụ ngôn trên đây có ý nói đến một số người khó chiều, bướng bỉnh. Làm cách gì đi nữa thì họ cũng đứng ngoài, không chịu chấp nhận, không chịu nhập vào cuộc chơi. Họ chẳng thích cả trò đám ma lẫn đám cưới. Ông Gioan Tẩy Giả đến không ăn bánh, không uống rượu thì các ông bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai thì các ông lại bảo đây là tay ăn nhậu bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Cả hai cách sống của Gioan cũng như của Chúa Giêsu, người ta đều không chấp nhận. Không thể nào làm vừa ý vừa lòng được những người cố tình, những người ngoan cố không muốn nghe theo chân lý để canh tân hoán cải. Chúa Giêsu cho đó là thái độ ấu trĩ ngang bướng của trẻ con. Nhiều người lớn cũng có thái độ này, và trên thực tế nhiều trẻ em nhưng cũng chẳng ngoan hiền. Có thể do ảnh hưởng xấu của chính những người lớn chăng? Ngày hôm nay, nhiều người cũng có cách lý luận và đối xử với các vị lãnh đạo của xã hội, nhất là của tôn giáo, như vậy. Rất khó mà làm họ vừa ý. Họ chỉ muốn hay lèo lái lời Chúa theo ý của họ.
Có những người thích thánh lễ dâng càng nhanh càng tốt. Các cha khỏi cần giảng. Nhưng có những người lại muốn các cha dâng lễ từ từ chậm rãi. Linh mục nào giảng hơi dài thì họ cho là nói lê thê nhiều lời. Vị nào giảng ngắn thì họ nhận xét là thiếu suy tư sâu sắc. Vị nào xây dựng mở mang thêm, nếu không ưa thì họ cho rằng bày vẽ tốn kém. Không mở mang thì họ bảo là cha ấy thụ động, còn trẻ mà như ông già. Đi với giới trẻ thì họ chê là cấp tiến, ông cha trẻ con. Gần gũi thiên về người lớn thì họ phê phán là lỗi thời, cổ hủ, vân vân. Đức khôn ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. Đức khôn ngoan chính là Thiên Chúa, là Chúa Giê-xu. Người Do Thái cũng như rất nhiều người qua từng thời đại không chấp nhận cách sống và đạo lý của Chúa Giê-xu, nhất là không muốn đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể và cứu chuộc mà người mang đến cho nhân loại. Thánh Phao-lô cho chúng ta biết Đức Kitô là quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Là những người theo Chúa, cả thiếu nhi lẫn người lớn, chúng ta được mời gọi sống tinh thần của tin mừng của nước trời. Đó là sống đơn sơ hiền lành, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan theo đường lối của Chúa. Đó mới là khôn ngoan đích thực. Người tín hữu còn được lời Thánh Phao-lô dạy rằng trên hết mọi sự hãy có lòng bác ái. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Không có đức mến tôi sẽ chẳng là gì, mọi việc tôi làm chẳng mang lại ích lợi chi. Đức mến là chính Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, là đức mến. Tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giê-xu Ki-tô, người vẫn hiện diện giữa nhân loại, nhất là nơi bí tích Thánh Thể. Nguyện xin Thánh Thể biến đổi chúng ta, để chúng ta bước đi theo đường lối ngay chính của Thiên Chúa. Amen.